phải tới đi ơi. Quả tới kìa nè, quả tới rồi. Vậy đây quả tới rồi. Điên, con ngủ làm gì vậy? Quả tới rồi. Con gì chơi? Cùng gì đâu á, nó ngủ làm gì á? Dậy đi ngủ. Dậy mày, đụng mày giờ này còn ngủ nữa, ngủ hoài. Làm gì vậy? Dậy đi ngủ trời. Đâu ngủ rồi, đi chỗ khác đi. Chỗ đang ngủ lợi phá hồi nãy quỷ chạy vô là dùm đi. Làm ăn sao giờ có thay nè? Làm ăn cái gì? Đấy, mới quay thử coi đi. Ok, hello, xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay hai bàn tay của em múa cho mày xem. Hai bàn tay của em như hai con bướm xinh xinh. Này cũng như mấy clip khác là chồng mình làm mấy clip mà cho mình, thì hôm nay mình sẽ làm clip lại để cho chồng mình nha. Đây là cái quay thử hai mà mình mới mua về. Bây giờ mình sẽ lấy bút đỏ gạch lên để có hai gạch để cho ống tinh nha. Đi thôi. Đây, bây giờ mình sẽ lấy bút đỏ để gạch lên. Thì mình mới gạch hai cái bút đỏ lên để cho nó thấy hai gạch rồi nha mọi người. Bây giờ mình sẽ kêu em mình vô chổng đập máy quay nha. Đi. Mình sẽ đặt máy quay nha. Ok. Nhẹ nhẹ thôi. Quả tới rồi. Vậy đây quả tới rồi. Điên, con ngủ làm gì vậy? Quả tới rồi. Con ngủ gì chơi? Con gì đâu á, con ngủ làm gì á? Điên. Dậy mày, đụng mày giờ này còn ngủ nữa, ngủ hoài. Làm gì vậy? Dậy đi. Dậy đi ngủ trời. Chỗ đang ngủ lợi phá rồi vậy. Hồi nãy cũng hớp quỷ nhẫn về tới mày nữa. Ngủ hoài. Ngủ gì ngủ hoài, làm mà không cho ngủ cái gì? Vậy có chuyện muốn nói nè. Không mệt quá à, muốn nói gì chứ nói đi. Tao cũng mệt, chỗ buồn ngủ kêu lợi nó nói chuyện. Chuyện quan trọng lắm á. Không, tôi thấy không có gì quan trọng hết vậy. Không có chuyện đúng không? Không, chỗ ngủ rồi đi chỗ khác đi. Chỗ đang ngủ lại. Hồi nãy quỷ chạy vô là dùm đi. Làm ăn sao giờ có thay rồi nè. Làm ăn cái gì? Đấy, mới mua quay thử coi đi. Hai gặp nè. Thôi đừng có tụi tao, mà lấy cái hộp cái khác đi. Không tin, coi đi. Hai gặp tụi nó chưa? Cái gì vậy? Quay thử ai chứ chị? Mới đi mua thử về đó, bị trễ tầng rồi mua về thử á. Trễ gì, đừng có tào lao à. Mệt rồi, lên sàm tối ngày. Chị có hai lần nên chị chơi vậy sao? Chơi gì? Chứ mua quê thử về hai gạch nè. Ai kêu? Mày chứ ai, nghĩ sao à? Đang dịch bệnh, có ngại. Mua rỉa. Bắt vô ăn kìa, còn đi lấy cái tô bới về. Em giữ nó nấu ăn. Chứ giờ lỡ có rồi sao? Ham hố quá chị. Ham hố của mày, cái ham hố á. Tao kêu bừng cái thôi, đêm nào cũng thành chết mẹ. Bừng cái thôi, đêm nào cũng thành chết mẹ. Mệt. Thành ai à? Ừ,
thôi, mình còn lao qua đi với nấu cơm đi. Mình xàm xàm. Ta lấy tao đi chợ nó mua que hử. Mày đứng bên đây hoài vậy? Thử coi đi. Nó coi rồi đó, không phải của mày đâu. Của tôi chứ của ai? Thôi, đừng có tào lao à. Chứ giờ lấy ai đâu thử. Gì? Của tôi chứ của ai? Thôi đừng có xàm. Xàm gì xàm? Chết. Trời ơi. Ở đâu ra lên đây cái kêu có thai chỗ đang ngủ đụng lợi phá phá. Ông quỷ nhãn nãy chạy vô là đàn sùm hết chứ. Sáng giờ ông mới mặc lại ở trên. Chứ sáng giờ tao làm trên đây rồi thấy gì thấy. Bữa nào cũng hành rượu quá cái 2-3 giờ. Thì bây giờ có rồi giờ sao? Mày nói với mẹ chưa? Chưa. Mẹ đâu mà đồ đẹp chưa? Ở nhà mặc đồ thấy sợ, đi ngon như tấm ma, mặc đồ đen. Vô duyên không? Ở nhà có không cho tao mặc đồ đẹp nữa. Bụng đi đâu mới mặc được đồ đẹp hay gì? Thì tao thấy mày đi vệ sinh mày cũng mặc đồ đẹp hả? Sao? Mỗi lúc phải đẹp. Đẹp mỗi lúc. Ủa hang quỷ kia đâu? Hang quỷ nhãn kẻ để la cái gì à? Chỗ đang ngủ vô la rồi. Ai biết đâu nè. Giờ sao? Giờ đó có rồi, giờ sao? Thì nói với mẹ đi. Khi nào ấy thì tao mới tin. Giờ sao giờ? Sao không sao? Nói với mẹ chưa? Chưa nói với ai hết á. Chưa nói thì sao mày không nói với mẹ đi? Rồi mày chạy lên đây mày la làng với tao, quỷ nhẫn nha. Nói với anh trước rồi mày nói với mẹ. Hàng quỷ lên đây làm gì nữa hả? Chỗ ăn ngủ là làng sùm hết chứ. Kêu lên làm tiếp gì đó, làm cỏ gì đó. Tiếp gì sáng giờ tao kêu làm lên làm, không lên làm giờ lên làm. Mày của ai? Của em chứ của ai? Con Phúc vậy á. Quỷ đó ma gì đâu dữ à? Mặc đồ đen thôi chứ. Hai gạch luôn đó. Hai gạch gì này tàu lao, mày làm gì có. Hai gạch gió nhà mày trời. Trời kêu đó. Kêu gì? Sáng tao kêu lên làm tiếp, không làm tiếp. Nói tao làm sáng giờ ngủ ở đây à. Đi tới con chuyện rồi đó. Đi đâu hả? Lớp mai gì vậy? Đi chơi, làm cỏ hả? Ba lắm hết chưa? Hết rồi. Dạ sao? Cái này của mày hay gì vậy Phúc? Cái gì? Cái que là cái gì? Que là làm gì tôi thử sao được mà thử? Được không? Mà tôi có vợ đi mới thử được. Để còn nách. Thôi rồi lên đây làm gì vậy? Đi chơi vòng cỏ mà. Đi chơi nè. Đi vòng chơi. Ở đây không có gì chơi. Có. Chơi. Ồ, có thiệt luôn hả? Vậy sao? Bởi mặt giống giả lắm mà. Úi. Đất vàng. À, tối nè, không rồi đẻ. Vậy là muốn đẻ lắm hay gì? Có bầu nữa hả? Em biết tự nhiên lên đây dục cái này cho đau rồi nãy cho đau quả tới gì đó. Thì do ông thôi. Cũng do ông Phần. Do ông thôi. Cũng do ông Phần. Tệ luôn, nhiều khi mình đéo thể hiểu được. Nhiều khi mình đéo thể hiểu được. Tao kêu ông Tần một cái. Bây giờ làm gì nó chịu. Ăn cái tông mà để dịch bệnh. Thiếu thốn, cơm ăn, áo mặc. Có đồng dịch của mình chứ. Tao không có đồng bạc trong túi nữa kêu không mừng. Trơn. Tao không biết giờ vui hay buồn, tao cũng không biết luôn. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Đây nè, ở đây gói sẵn nè. Mình xuống một chút rồi và gia đình cả lại. Nghĩ sao? Thơm ngon lắm. Làm như ông này có con, ông không vui anh chị trời. Thôi mẹ, tối ngày mình cho anh rồi tao mệt quá. Cho anh nào? Một mặt tao dám cho lắm mày gì? Chắc chìm lắm.
món ngon hả? Cái gọi vậy nữa. Cắt chi nước mắm. Mặt không nghiêm túc gì cho nào. Mặt không cần. Thôi giờ không nói nữa mệt rồi. Đứa nào không mừng? Lúc kia đang mừng. Ai? Tiền. Giờ không biết rồi. Tiền nó. Tôi không biết, tôi mới lên biết gì không? Làm cái việc đắt trong rút ăn đi. Dạ sao? Đẻ ha. Lỡ rồi đẻ. Lỡ rồi đẻ luôn chứ sao. Lỡ cho cô luôn. Thôi vậy. Mày giữ nó mẹ đi. Chắc mẹ mày ác phái đâu. Mẹ phái thì nó phải kéo mà. Để đi cho anh hàng kia có em. Không, có còn buồn gì đâu. Thằng tao lo chưa xong. Chưa xong là lấy dạ làm gì? Giờ có bầu à, giờ có bầu không muốn. Thôi đi mua đồ ăn mừng. Ăn mừng trong sự đau khổ. Ừ. Thôi lỡ là con heo quay được. Lỡ rồi thôi đẻ luôn chứ sao giờ. Hay con heo quay sữa được rồi. Không có tiền rồi ăn mừng. Heo sữa quay chứ lộn. Mày nhỏ thôi, làm nhỏ thôi, hay con heo được rồi. Con heo sữa quay được rồi. Thôi, bỏ quyết định vậy đi. Cứ thế mà làm. À, là tụi bay cái tao sợ quá. Chỗ đang ngủ con đứa có bầu, đứa rồi lên là âm trời. Đứa có bầu, đứa rồi lên là âm trời. Con đứa có bầu, đứa rồi lên là âm trời. Đâu hả? À? Mua heo hả? À? Đi mua đồ nhà ăn mừng hay gì? Vui lắm với bầu á. Rồi không đi tắt camera đi. Đi đi. Đi tắt đi heo. Đưa vào đây. Dâu suy nghĩ. Cái gì? À, chỗ đang ngủ trưa, đang nhức đầu thích mẹ lên. Nó nói bị có bầu thấy đồ ăn. Thôi, có đứa này sẽ có đứa nữa. Có đứa này sẽ có đứa nữa. Có đứa này sẽ có đứa nữa. Ai út em ạ. Có đứa này có đứa nữa. Thằng này nó vui tính ghê trời. Mama Huế.